Đó, ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương. Tên chú là An Giang Lê Thanh. An Giang Lê Thanh. Nhớ đăng ký kênh An Giang Lê Thanh nha mọi người. Giỏi. Anh ở gần đây hả? Dạ, em ở bên Khánh Hòa. À, cái gì? Khánh Hòa, Khánh Hòa. Khánh Hòa. Dạ. Nghe cầu thông người đầu đi qua chơi. Đi qua chơi á, ăn mừng nha. Dạ, anh xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có đến thành phố Châu Đốc. Hôm nay là được thông xe từ thành phố Châu Đốc qua thị xã Tân Châu. Thì hiện bây giờ trên tay Lê Thanh là khoảng 7 giờ tối rồi. Thì bà con đến đây lúc khoảng chiều mát lên cầu này để cùng nhau ăn mừng. Để cùng nhau ăn mừng khi được lưu thông được trên cầu, không cần đi phà như trước đây nữa. Thì bà con đến đây rất là đông nha khán giả. Cho nên Lê Thanh cũng quay những video ở trên cầu Châu Đốc cho khán giả và bà con xem. Đây. Quá trời đông luôn à. Thì bà con đến đây thứ nhất là được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây cầu. Thứ hai nữa bà con cũng lưu lại những tấm hình đẹp ở trên cây cầu. Bà con nghĩ là mấy chục năm nay mới được có ở thành phố Châu Đốc có một cây cầu rất là lớn như thế này. Cho nên bà con ai cũng rất là vui và phấn khởi đó. Cho nên ai cũng đến đây. Ở đây rất là cây cầu rộng. Cầu này có 4 làn đường. Đây, 4 làn đường và cái chiều dài của cây cầu này trên 600 mét. Đây, đây có bé gái nè để hello con. Hello. Hello con. Chú đây. Bé gái nhỏ xíu cũng đến đây cũng ăn mừng. Giỏi quá trời luôn rồi nè. Đó. Cầu rất là chắc chắn nha, xe lớn chạy không rung rinh. Bye bye. Hello, xin chào. Chú đang phát fanpage Lê Thanh TV. Các bạn trẻ này muốn, các bạn này muốn lên. Hello. Đó, ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương. Tên chú là An Giang Lê Thanh. An Giang Lê Thanh. Nhớ đăng ký kênh An Giang Lê Thanh nha mọi người. Ai cũng vui vẻ hết, ai cũng mừng hớn hở hết. Từ những cô bác anh chị lớn tuổi, rồi bên cạnh đó có những bạn trẻ, bạn nhỏ rất là hớn hở cũng đến đây để ngắm được cái vẻ đẹp của cây cầu. Thì bà con đến đây thì ngắm chút xíu là bà con đi rồi tới những người khác. Tới người khác lại ngắm. Hiện giờ phía bên đây trăng lên đẹp quá trời luôn. Wow.
Rồi leo xuống quay phim chụp hình làm kỷ niệm đi. Đó, đó lên hình luôn. Hai cũng dễ thương, dễ thương. Quá. Đó. Hello, xin chào. Giỏi, à, giỏi. Anh ở gần đây hả? Dạ, em ở bên Khánh Hòa. À, cái gì? Khánh Hòa, Khánh Hòa. À, Khánh Hòa. Dạ. Nghe cầu thông người đâu đi qua chơi. Đi qua chơi á, ăn mừng nha. Dạ, ăn mừng. Rồi. Ai cũng vậy thì anh này là người Chăm hết khán giả. Người của Chăm. Lại đẹp quá. Thì có những bà con cũng chia sẻ quá vui quá mừng, mấy chục năm trời mới thấy được cây cầu lớn ở Châu Đốc này. Rồi bắt tay luôn nha. Rồi ngày mai ai cũng được lên hình hết, ai cũng được đẹp đẽ xinh xắn hết. Hả? Lên. Mình sẽ quay dạo một vòng ở trên cầu cho khán giả xem. Tại vì mình đậu có một chỗ mà cho nên không có quay được nhiều á. Chạy một tay nó hơi khó nha, nhưng mà có lẽ mình cố gắng chạy chậm chậm. Chậm chậm quay cho khán giả xem thì chạy nhanh quá khán giả đây. Rồi cười lên, 1, 2, 3 cười lên nha. Hiện tại khó chạy nha. Cầu Châu Đốc được thông xe rồi bà con ơi, ai cũng vui mừng và phấn khởi. À, lên đây quay phim chụp hình ngắm cảnh. Tại vì những cái ngày đầu tiên như thế này nè, ai cũng mừng á, cho nên bà con ta lên đây ta xem đó khán giả. Thế là Thanh nghĩ chắc một thời gian thì có lẽ là đâu đứng trên đây được, ở đây cầu lưu thông là bà con đâu lên đứng được. Nếu anh đứng đây về đông như vậy thì sẽ cản trở giao thông, ủng tắc giao thông, nó rất là khó. Cho nên thì mấy cái ngày đầu như vậy thì có lẽ là được sự thông cảm của các anh chiến sĩ đó. Cho nên bà con nên đứng để ăn mừng. Chứ nếu mà qua những ngày này, qua những cái ngày thông xe mà nên tụ tập đông quá thì làm mất an ninh trật tự ở đây á. Thì xuống này xuống góc cầu chút xíu để mình quay lại. Kiếm đường mình quay lại mới được. Đâu? Dưới hả? Đèn xanh đỏ mà. Không, đèn xanh đỏ xe chạy mà. Dưới đẹp hả? Có khó hòa quá. Đứng dưới qua đi. Dưới qua đường nào?
chạy vòng hả? Đó có đằng xe đằng đỏ không ta? Cái là xe có, đằng đó là ngã tư á. Ngã tư hả? Chớp chớp đó. Dạ, bà con đang đi về. Xem mà con xem xong mà con đi về á. Ở khúc này tối á. Mình cũng quay cho khán giả xem. Ở chỗ này qua qua lộ rất là khó. Mình gắng chạy thêm khúc nữa để mình sẽ chỗ đèn xanh đỏ qua lộ. Bà con đi lên xe mà bà con đi về. Sao để bọc lại à? Đằng đó có cái đèn gì ta? Ở đằng kia kìa, họ không chạy được nữa đâu. Để mình ngưng lại chút xíu nha. Chạy bọc lại từ cái hướng thị xã Tân Châu qua hướng Châu Đốc lại khán giả, chạy mấy trên lại nè, giờ đông có một số bà con ngừng rồi đi rồi ngừng đó, ngừng chụp những quay hình sống đâu chạy đi tới những bà con khác đến đây. Không, ai cũng lấy điện thoại ra để chụp hình nha. Hầu như mé trên này bà con đứng đông hơn nè, ha. Tại vì mé trên này có cảnh đẹp, đẹp nhưng bà con đứng đông hơn. Đẹp không? Đẹp, đẹp mình lũi vô đây cái đi. Ở đây đẹp mình lũi vô đây. Sẽ quay khúc bên này cho khán giả xem nha. Gọi là vỡ trận. Dạ. Thôi Thảo. Thảo 1990 vlog. Xin chào quý bà con và khán giả. Thì nãy giờ Lê Thanh có quay một đoạn video ở cầu Châu Đốc, hôm nay được thông xe thì bà con rất đến đây rất là mừng vui. Thì sau video này chúc cho quý bà con nhiều sức khỏe, bình an và may mắn nha.